để bằng hồ với cái nhà nước ông làm ăn rất kém hiệu quả, lãng phí rất lớn. Nếu mà khi kênh khách mà ông làm ăn có hiệu quả thì chắc chắn cũng không phải chứ nói cái một lực thiếu đến như vậy. Quá này để ra ngoài chắc xe là cán chết quá. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng trên diện rộng tại địa bàn cả nước thời gian qua xịn rồi. Điên là gì chứ là bơi. Che cho nó chứ sao, xe sau lên đâm chết nó làm sao. Trời ơi lạy thật chứ. Che cho nó nè. Coi luôn cái đi được luôn rồi.